Đan Trường chính thức ly hôn vợ đại gia sau 8 năm chung sống. Thông tin đang khiến người hâm mộ Đan Trường vô cùng ngỡ ngàng. Đan Trường và vợ đại gia là cặp vợ chồng viên mãn được nhiều người khen ngợi trong showbiz Việt. Sau 8 năm kết hôn, vượt qua mọi thăng trầm, Đan Trường và Thủy Tiên đã có một cậu con trai bụ bẩm, thông minh tên là Thiên Từ. Tuy nhiên sau tất cả, cặp đôi khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi chính thức tàn vỡ. Sáng nay ngày 18 tháng 7, Thủy Tiên đã viết tâm thư xác nhận cả hai đã chính thức thuận tình ly hôn. Đầu tiên, cho phép Thủy Tiên gửi đến lời thăm hỏi đến mọi người. Phải nói năm 2021 là một năm có quá nhiều biến động và có nhiều sự việc xảy ra đã khiến chúng ta buộc phải thay đổi suy nghĩ. Và có cái nhìn khác đi về cuộc sống hiện tại. Thời điểm này thật khó khăn khi phải đưa ra những quyết định quan trọng có thể làm thay đổi cuộc đời. Nhưng cuối cùng thì Tiên vẫn chọn cách sống thật với cảm xúc và tình trạng thực tế của gia đình mình. Vì vậy ngày hôm nay, xin cho phép Thủy Tiên được thông báo đến các anh chị em báo chí, bạn bè và các fan hâm mộ thân yêu về vấn đề ly hôn của Thủy Tiên và anh Đăng Trường. Đen Trường và vợ doanh nhân kết hôn vào năm 2013 đến năm 2018 cả hai đón nhóc tỳ đầu lòng. Do tính chất công việc nên Thủy Tiên định cư ở nước ngoài, còn Nam Trường sẽ qua lại giữa hai nước để chăm sóc gia đình và hoạt động nghệ thuật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới.